Thưa bệnh nhân, hôm qua là đang hôn mê cho nên là không có nhận ra. Hôm qua cha giúp đỡ cho một ít nhé, để đi chữa bệnh nhé. Bệnh nhân này là cái gì nhỉ? Nhưng mà cái khoa này là cái khoa gan mật, khoa gan mật đấy. Vâng. Sinh năm 1962 ạ. Vâng, vâng, vâng. Bệnh nhân là người Tân Lập, Quảng Tiến, Hồng Sơn. Chứ hôm nay đang còn đau lắm à? Đang đau lắm. Đau lắm. Vâng. Mổ hai lần nữa mà từ tháng 6 con ra ngoài đấy, người ta đưa ra mổ nữa, nhưng mà cái khối chỗ qua đó đứa con không dài. Vâng. Vâng. Con người nó dày lên. Đau 20 ngày nay. Để cấp cứu đó. Vâng. Rồi. Giữ lấy. Quay đầu. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đi về. Bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn. Xin thay lòng cảm ơn các ân nhân của ca tác sinh hóa, đặc biệt là cảm ơn quý ân nhân của hội Companions in Christ, chị Ngọc Linh, Thiên Đi Nguyễn và tất cả những ai luôn quan tâm, đồng hành và dõi theo giúp đỡ cho chương trình xe không đồng, xe cấp cứu không đồng của ca tác sinh hóa. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả quý ân nhân.
Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!